thôi mọi người. Coi nó như thế nào, khu này yên tĩnh sạch sẽ, rất là đẹp luôn ha. Đó, người ta cũng vô coi kìa. Đó, cái khu nhà nè, trời ơi, nó săn sóc đẹp quá trời luôn, có cái river nữa nè. Cái khu này gọi là River Landing ở... Có không? Ồ, nó bán luôn rồi hả? Nhà này là kiểu ba ba rồi gì đây nè, 4 hoặc 5 phòng ngủ, 3.2 cái bathroom studio, kho 2 cái gara, 3.422 square feet nè mọi người. Đây, muốn ai vô coi nhà thì vô cái này nha mọi người. Còn bây giờ mình đi vô mình tham quan nhà như thế nào nha mọi người. Đây, nó có cái ao ở đây. Đó, hi. Trời ơi. Đây, cái phòng cũng như cái kiểu như phòng khách nữa ha. Ồ, nhà này cái đẹp á hả? Wow. Hey, cái carpet này, cái màu này cũng đẹp nè. Dạ. Đúng rồi, sao mình trang trí. Wow. Cái ngồi đây mình ăn luôn nè mọi người. Đây, cái carpet đây, phòng nhà bếp đây nha mọi người. Đây, xem mấy chén. Đối diện là cái phòng khách. Bên trong này là cái gì? Đây trời ơi, từng thợ ăn thoải mái luôn. No, no, nó tên. Bây giờ coi phòng ngủ coi. Đây là cái rác râm mọi người. Đây, cái toilet. Đây, cái closet. Trời ơi, có hồ tắm nữa nè. Đã ha. Đằng sau rồi trồng cây cối này luôn nè. Có cái lò bếp ở ngoài luôn nè. Và đây là trên lầu nha mọi người. Bây giờ mình lên ban trên lầu coi thử nó như thế nào nha mọi người. Wow, trên lầu là có một cái phòng ngủ đây. Wow, có cái bathroom ở đây luôn nha mọi người. Cái sinh súc miệng ở đây luôn. Rồi băng qua luôn cái phòng này luôn nha mọi người. Wow, cái này luôn cái phòng ngủ này, hoặc là làm luôn cái phòng office luôn nha mọi người. Đó, đây. Đây là cái closet, này nghĩa là hai cái phòng ngủ rồi. Tiếp tục đi mọi người. Đây, máy giặt, máy sấy. Chỗ này giặt quần áo ở trên lầu ha, không ở dưới lầu ha. Đây, master bathroom. Đây là phòng ngủ lớn đây. Nó đẹp cho mọi người. Đây. Wow, coi cái bathroom nè mọi người. Hai cái sinh sóc miệng nữa nè. Phòng tắm đứng và tắm nằm luôn nha mọi người. Đó. Coi thử trong này có cái gì nữa nha mọi người. Ồ, cái closet ta bỏ đồ quần áo. Đó. Rồi còn cái này cái gì nữa đây ta? Ồ, thêm một cái toilet ở đây. Đây là cái toilet. Băng vào đây nữa là một cái closet đựng quần áo. Và đây là cái phòng phòng khách nữa nè mọi người, ở trên lầu nè. Đó, phòng khách ở trên lầu. Nó có cái bathroom ở đây nữa nè. Ừ.
cái đây cũng có cái bathroom ở đây nữa nè. Wow, cái này nguyên một phòng nữa nè, cho tiểu thơ đài cát đây. Là 4 phòng rồi đó mọi người. Đây, cho phòng của con gái đẹp quá hả. Đây cũng là cái closet nữa nè. Được cái bát ra, thấy cái bờ hồ ở ngoài luôn nè. Đó, đẹp quá mọi người. Sao đẹp luôn. Ở trên lầu là 4 phòng ngủ. Wow, được ô bên đồ đi ra ngồi luôn á, ngồi đây nè mọi người. Được ngắm được đồ luôn nè. Wow, đã vậy. Wow, được ra ngắm bờ hồ ở đây nữa nè. Ở đằng trước đằng sau đều có cái bờ hồ hết nha mọi người. Đó, là cái phòng ngủ nè, nhưng mà tạm thời nó cho làm một cái office. Dạ. Yeah. Cái đó mình có thể làm một cái phòng khách hoặc phòng ngủ cũng được. Nhưng mà tụi này nó đang làm việc cho nên nó làm một cái bathroom. Cái này nữa nè. Cái này thì mình có thể trong này mình để máy giặt máy sấy, không cần để trên kia cao quá xa trên đó ca ca. Ừ. Đây là cái căn này nha mọi cái người, cái căn mình đang vừa coi là 596.900 nè. Thì đó nó để đó kiểu nhà nè mọi người. Cái gara này in cái bên kia nè, nào tương lai nó sẽ làm cái gara ở đây nè. Bây giờ nó bán luôn cái model nè, sale model nè. Đó, nó bán luôn nè. Cái địa chỉ, số địa chỉ ở đây nha mọi người. Số nhà nha. Đây, kế tiếp một căn nữa nha mọi người. Vô coi nó như thế nào. Ủa, mình sao? Ok, nhà này là 4 phòng ngủ, 3 cái bathroom, 2 cái gara, 2399 square feet nè. Yeah. Vô coi tiếp tục. Cái này nó đẹp nè, ấy nè. Coi nè trời ơi. Đây này, thì nó cũng giống cái này nè. Nhà, cái này nè, nhà bếp nè. Mình về mình bắt ra cái hút nó lúc nào này cũng vô mai còn quay hết á. Dạ coi cái trời ơi. Cái này là phòng khách và nhà bếp chung với nhau nè mọi người. Đó. Lên chuẩn bị mua nha lên. Mày mua nha lên. Rồi bây giờ cái đây là cái gì đang đây là cái chỗ mình để đồ nhà, đồ ăn đi chợ đi đồ mình về mình bỏ mấy cái đồ ăn đồ khô. Còn cái này là cái phòng mà ngồi đọc sách, ngồi chơi cũng được. Đó, lúc mình mở cửa đi vô nè mọi người. Đó, mở cửa đi vô là nó sẽ nghe. Ok, giờ mình đi tiếp tục tham quan nha mọi người. Trong đây cái gì vậy? Cái cửa này chắc mở ra là cái gara. Không, rồi nhà dưới đây là được rồi, có là. Ừ, không cần lầu. Cái này là cái toilet luôn nè. Toilet nó vừa có xin súc miệng rồi tắm vô đồ luôn. Rồi còn đây là cái chỗ giặt quần áo. Ở master hả? Phòng master đây. Trời ơi, cái closet mà cũng bự quá hả? Cái này cũng tắm đứng và tắm nằm luôn. Hai cái tắm đứng và tắm nằm luôn mọi người. Đây, cái phòng ngủ. Ủa, được cái toilet đây. Phòng ngủ. Đây, ở ngoài đằng sau, cái này là cái nhà đằng sau. Thì có cái nhà bếp, đốt lửa tối chơi nè. Đó.
Nên, đúng rồi. Ừ. Trời ơi. Để ghế để bà chiều mát ra đây chơi cũng được nữa nè mọi người. Đó, nó có nhà, nó có bếp, nó có đồ này nọ ở đây luôn nè. Đó. Ờ, cái này thêm một cái phòng ngủ nữa nha mọi người. Đây, phòng ngủ. Cái phòng này thì hơi nhỏ, cũng có cái closet ở đây luôn nha mọi người. Đó. Rồi xong qua đây một cái phòng ngủ you nữa. Like yeah, cho cô tiểu thư đó. Tiểu thư này các cái phòng ngủ đó đó. Yeah, somebody move you to this room. Oh, she's like a person. Ali, yummy. Muốn bỏ cái này, bỏ cái này vừa phòng khách mà vừa phòng ăn luôn đó. Mình muốn thì mình để cái tủ, còn không muốn mình không cần thiết phải để. Đó, TV. Cái phòng đó thì nó hơi nhỏ. Ừ, cái này nhà bếp. Ừ, cái đó đó. Hả? Ở đây là ba phòng ngủ, còn nếu mà muốn đó là bốn phòng. Cái này dễ lắm. Dùng biết cái màn của mình không? Mình kéo hết hết, mình để ra đây cái màn đó. Ê, cái nhà này là bao nhiêu rồi? 553 đồng hả? Nhà này 553 nghìn. Ồ! Cái này, cái này, cái phòng ngủ này, cái này. Ai nô, cái này phòng đó là 4 phòng nè. Đúng rồi. Ừ. Trời ơi, nãy giờ mình cứ nghĩ là ủa sao cái đâu có thể tính cái kia là cái phòng ngủ. Cái này là một cái phòng ngủ, nó là 4 phòng nè. Thì mà cái bathroom luôn, 4 bathroom luôn nè. Đó, mua ừ, luôn như khỏi. Cô bác lâm luôn nè. Ồ, mua đồ hôm nay bán rồi, nhà này bán rồi. Ồ, nhà này nó bán luôn rồi hả? 529.000 là 522.000 là cái base thôi hả? Trời ơi. Đây qua coi kế tiếp cái nhà nữa đây nha mọi người. Nhà này kiểu là sen rồi xe đây. Giờ đi vô nha mọi người. Knock knock knock, vô cửa nhà. Wow 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 wow, không quá vậy. Đây, wow, phòng này lớn quá. You like it? Ờ, và có cái bathroom ở trong này luôn nè. Đây nè, đó đầy đủ luôn, full bathroom luôn nha mọi người. Rồi đi qua cái bên đây là thêm một cái phòng ngủ nữa. Nhà này lớn ha. Ồ, cũng có cái bathroom luôn nè. Có bathroom luôn mọi người. Đây. Bên kia. Đây. Nhà bếp đây mọi người. Và cái đây là cái phòng khách luôn nè. Nó có hai cái bathroom rồi đó nha mọi người. Ồ, cái này làm cái phòng ngủ. Ồ, cái này một cái phòng ngủ nữa nè mọi người. Ồ, cái này có cái toilet ở đây. Đây là cái toilet nha mọi người. Đó. Mình vô trong đây. Một cái phòng ngủ nữa đây. Cũng có cái closet ở đây nha mọi người. Rồi sau mình đi sẽ có giờ nơi này thì nó sẽ có bathroom luôn mọi người luôn nè, tắm đứng và có toilet và có cái sinh súc miệng luôn nha mọi người. Đó, có đầy đủ hết luôn đây. Ồ, đang ngồi đây có cái hồ bơi nữa nè. Bây giờ nó làm mấy cái này có lò nướng rồi cái sinh nó ngồi luôn nè. Mà để cái phòng mình ngồi mình chơi, mình ăn uống party ở ngoài luôn nè. Trời. Đây, đây cái xin này, đó. Ừ.
Wow, cái này là master bath. Cái này là cái phòng cái master bathroom luôn à. Yeah. Cái này là bự nhất, cái này là bự nhất nè. Ở trên luôn nè mọi người. Đó, wow. Khỏi ai dành ai cho con này lên. Trời ơi, cái này hai người tắm. Này hai người tắm. Oh my god. Hai người tắm, khỏi ai dành ai. Rồi đúng rồi, trời ơi, coi cái phòng mà quần áo nè, cái closet nè. Trời ơi, coi cái này, hai cái súc miệng nè, hai cái súc miệng, hai cái sinh nè. Trời ơi, quá trời luôn nè. Còn cái trong này là cái gì vậy? Closet. Cái toilet, nè, trong này là cái toilet, cái trong này. Nó riêng nè, nó không có chung với nhau. Wow, quá trời luôn, coi nè. Vô trong đây ngồi luôn, khỏi còn đi ra nữa, bự quá trời bự luôn. Đây này mọi người, quá trời rộng luôn nè. Trời, coi cái gì biết. Ê, có cái hút luôn nè, hút mạnh vô chưa? Cái hút mạnh ra nó ăn nó uống nè. Đúng rồi, đừng có microwave nó riêng ra. Vô trong đây là trời ơi, coi nè. Wow. Đừng vô đây Linh, nhà bếp nhà đồ vô bao nhiêu người cũng được không sao hết. Trong đây máy giặt nữa nè, máy giặt máy sấy, cái sinh luôn, mình xếp quần áo ở đây luôn nữa kìa. Trời, ở đây nữa nè, bên cái kho đây nữa nè. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây là máy giặt máy sấy nha mọi người. Còn đây là cái ga ra. Trời, cái này đã làm gì đây ta? Đứng đây sửa soạn hả? Trời ơi. Nhà là cái phòng ngủ nữa nè mọi người. Ô, cái này là cái làm phòng ngủ luôn hoặc là làm cái phòng khách nha mọi người. Đó. Đây là cái closet. Đây, cái này là cái for bathroom luôn quá. Ồ, bathroom đứng luôn nè mọi người. Đó. Đây là một cái phòng mà để mình làm office cũng được, mà làm một cái phòng ngủ cũng được luôn nha mọi người. Đây là cái toilet, đây là mọi người, cái sinh luôn nè. Rồi, cái toilet, cái bathroom. Là cái phòng ngủ đây. Rồi, cái phòng mà để mình làm việc ở đây luôn hay là phòng ngủ cũng được. Và bên đây là nó sẽ có cái bathroom luôn nha mọi người. Đó. Rồi, trên này trên lầu. Bây giờ mình vào xuống cái phòng mà phòng khách trước đã. Trời ơi, con nhà bếp á hả? Đây là cái nhà bếp. Đây, giờ mình ra cái ở đây cũng có cái hồ bơi luôn nha mọi người. Ồ, cái hút này mạnh ghê luôn hả? Nó ngồi ngồi luôn nè mọi người. Đây nè. Nó có hết rồi, ngồi đây mình tắm rồi chơi rồi nè. Nói là nó view luôn nè. Anh bé. Ok.
Đây là nhà bếp nha mọi người, đó nhà bếp nè. Bên kia là cái cửa cổng mình đi vô nhà. Còn đây là cái phòng khách. Để mình đi vô cái phòng này coi nó như thế nào nha mọi người. Wow. Phòng này phòng lớn nha mọi người. Trời ơi coi nè. Quá trời luôn mọi người. Tính sức miệng ở đây luôn nữa nè. Đó, rồi xong rồi mình đứng bên đây nữa. Cái này lớn chưa? Này cũng thôi là cái nào mình tắm. Này cái tắm đứng. Rồi cái này cái closet. Cái kia lớn hơn. Trời cái closet này nó dài toàn luôn nè. Đi trên lầu coi lên tiền tòa trên lầu coi như thế nhà nha mọi người. Đây để xe cho mọi người, anh chị em nào cô bác nào có thích mua nhà giúp tôi đa ở West Valley Chapel. Đây ok. Trời ơi đi một cái phòng ngủ ở đây nữa nè mọi người, đã chưa. Một cái closet. Đây là một cái four bathroom mọi người. Đây four bathroom. Đây. Quay xung quanh cho mọi người xem cái phòng ngủ. Wow, bán đắt quá hả? Mấy cái nhà model home mình ta mua hết trơn luôn á hả? Đẹp quá mà, trang trí vô đẹp mua hết trơn rồi. Ồ, thảm này thảm mịn ha. Cái này là cái closet luôn rồi, cái phòng này có. Cái này cái tắm bên cái này nó riêng mà súc miệng nè. Hỏi còn ai nhớ luôn cái bathroom nè. Đó, hai cái xin luôn nha mọi người. Đây, đó. Mình tắm nằm luôn nè. Rồi cái toilet luôn nha mọi người. Đó. Đây là bathroom, kế bên là cái phòng ngủ luôn nha mọi người. Này nữa, nè giờ này coi coi. Trời ơi, cái phòng ngủ ra đây nè. Cái này cái phòng ngủ không? Cái có cái closet luôn. Wow! Ê, trong cái phòng này có cái sinh luôn nè. Giống như mà cái nhà bếp vậy. Nè lên. Dạ, cái này khám đi luôn nè. Cái này phòng mà. Ồ, vô đây hát cô ra cơ, bể làng không ai mà nghe chơi luôn. Khu luôn á, nó đang build khúc bên đây nữa nè mọi người. Khu này khu nhà mới á, nó đang build á. Khu này yên tĩnh luôn á mọi người. Đây. Đây kiểu nhà nó đây nha mọi người. Người designer là Tyler Morrison, ok? Tyler Morrison. Đây là mọi người. Người designer là Tyler, ok? Đây kiểu nhà nó như vậy. Ok, bây giờ mình đi vô mình tham quan nha mọi người. Coi kiểu nhà này như thế nào. Đẹp quá mọi người ơi, trời ơi đây nè.
có hai cái ghế ra mình ngồi đây nè, chiều chiều nó mát thì thôi ha. Ok, giờ mình đi ra tâm vang. Wow, 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 wow. Đây, phòng khách đây mọi người, đẹp quá trời đẹp đây. Đây nữa đây mọi người, thêm một cái phòng khách nữa ngồi chơi đây. Wow, cái này hai lầu ha. Đây cũng có cái bathroom ở đây luôn. Wow, coi cái phòng nhà bếp coi nè mọi người. Cái này là cái phòng khách nha mọi người. Nơi này là nhà bếp. Ô, cũng có hồ bơi luôn kìa. Cái nhà này bao nhiêu vậy? Rồi mình đi vô coi trong đây có gì nha mọi người. Ồ, trong đây là cái máy giặt, máy sấy ở đây, cũng có cái sim luôn. Cái này dưới này lót gạch cũng đẹp quá hả? Wow, coi là mở cái phòng mở chưa. Ở trong này, đây mọi người, bathroom. Hai bên muốn xuất biển bên nào là nên mọi người hai cái xin nha. Đây, tắm luôn cho mình tắm đây. Tắm đứng luôn nha mọi người. Cái đây là cái closet. Bên đây cũng cái closet. Đàn ông đàn bà riêng luôn, khỏi cần tranh giành. Khỏi cần tranh giành một bên đàn ông đàn bà luôn. Ờ vậy hả? Ờ hả? Ở dưới closet này hai cộng. Dạ. Còn đây là cái toilet. Ờ hả? Sao cái này không kết bằng cái nhiều nãy em có nguyên cái bự luôn á. Còn cái này ấy, cái này make up cho phụ nữ luôn nè. Ngồi đây make up luôn nè. Wow. Cái này một tiền mua về ở. Ồ, cái này có bathroom luôn nè. Nguyên một cái bathroom luôn. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi, cho mấy con bôi nó ở đây. Cái phòng trang trí giống như bôi ở đây rồi. Ê, mình xin nó ở hết mọi người. Đây một phòng. Cái này muốn làm phòng khách, phòng đồ cũng được nè. Muốn làm phòng ngủ, phòng khách, phòng gì cũng được hết. Trời ơi, viên cái này để cái bàn binh bông rồi chơi luôn nè. Đây cái phòng ngủ nữa nè mọi người. Wow. Game room nè. Mọi người phòng game room nè. Muốn làm phòng ngủ cũng được. Làm game room cũng được nè mọi người. Trời ơi coi nè. Sướng nè mọi người, đẹp chưa? Ồ, cái này có 4 bathroom luôn hả? Ồ, dạ có 4 bathroom. Ồ, trời, đi connect qua bên kia luôn hả? Cái này có gì đây? Ồ, đựng quần áo bên đây. Xin xúc miệng. Qua bên đây. Cái này là cái toilet. Rồi, đây tắm. Rồi xong rồi đi connect qua luôn cái phòng bên này luôn mọi người. Qua vào cái sink này luôn nữa nè. Là cái closet.
Rồi thêm một cái phòng ngủ bên đây nữa. Wow. Cái phòng ngủ bên này nè. Tại sao mình đi ra cái ngõ này luôn đó mọi người. Wow, đã vậy. Phòng ngủ mà nó connect qua bên kia luôn nha, phòng ngủ luôn nha mọi người. I know, trời nhìn thấy đã ha. Quá trời luôn nè, đã luôn mọi người. Ở đằng sau trồng cây cối cũng được nữa kìa. Rồi chơi đây luôn nè.